nghe bà tiền. Hồi đó tao mua tỷ 960 rồi, năm rồi á. Ai bán cũng được mà. Được. Không có phí à, kê lên là chia đôi lại nữa đó. Chia đôi rồi xong anh với em rồi chia nữa đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nằm tầm đó. Học nào. Ừ. Thì Toàn lấy hàng của ổng bán không á. Rồi. Thôi thua rồi. Hàng nội bộ là của ổng không á. Đúng rồi, thằng bên đây á.